Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube bạn Ngân. Các bạn khỏe không? Lâu rồi thì Ngân lại ngồi vào đây để nói chuyện với các bạn. Dạo này á, Ngân hay nhận được những cái tin như là một vài người bạn đã quyết định sang nước ngoài định cư, những đứa cháu của Ngân cũng bắt đầu đi sang nước ngoài để du học, rồi có một vài bạn thì đi kết hôn lần một lần hai. Thế tự nhiên Ngân lại nhớ đến cái giai đoạn đầu tiên khi mình đi sang nước ngoài mình sinh sống. Thực sự là đối với một người như Ngân, cái lúc đấy á, thì cái gọi là mạng xã hội nó rất là nghèo nàn, nên là rất là ngỡ ngàng, cái gì cũng không biết á, cái gì cũng là lần đầu tiên, thậm chí là có những thứ gọi là sốc văn hóa. Thì sau một thời gian, sau 15 năm thì Ngân nhận ra là có rất nhiều điều mình đã học được từ ở những người nước ngoài, ở cái nơi mình sinh sống. Thì Ngân nghĩ là nhập gia thì tùy tục, mình phải luôn luôn học hỏi để mà thích nghi sống với người ta. Có thể bây giờ các bạn đi sang nước ngoài thì sẽ rất là dễ dàng, bởi vì có thể rút ngắn được rất nhiều giai đoạn, bởi vì các bạn có thể lên internet xem YouTube, ví dụ xem những cái clip của Ngân như vậy, thì các bạn có thể nhìn thấy rất cái nhiều vấn đề mà mình có thể rút kinh nghiệm, có thể học hỏi. Bởi vì Ngân nghĩ cái định mệnh của mình, cái số mệnh, cái con người của mình nó phụ thuộc rất nhiều vào cái thái độ sống của mình. Thì những cái điều mà Ngân sẽ nói ở sau đây á, có thể nó đúng với Ngân mà không đúng với mọi người, bởi vì là những cái điều này á, Ngân thiếu thốn nên là Ngân mới học. Chứ còn nếu những người đã có sẵn cái tư chất này rồi thì không cần phải học, họ đã có sẵn trong người rồi. Hoặc là đối với nhiều người, những cái điều Ngân học thì Ngân cho là quan trọng, nhưng đối với người ta không quan trọng, người ta không quan tâm, thì không thể áp dụng cho tất cả mọi người. Điều đầu tiên mà Ngân đi sang đây á, điều mà Ngân cảm thấy là mình nhận thấy ngay và mình học hỏi ngay, đó là tính tiết kiệm. Tính tiết kiệm chứ không phải là hà tiện bủn xỉn nhá. Ngân nhớ mãi những cái ngày đầu tiên khi mà Ngân mới lấy chồng á, thì Ngân đi vào trong nhà vệ sinh, đi vào đi ngủ, không bao giờ tắt điện, cứ để nó. Thì ông xã ông lẳng lặng, ông đi từ từ ra, ông tắt điện. Mình cay cú lắm, mình ghim đấy. Nhưng mà một thời gian thì mình thấy là nó đâu có khó khăn đâu, thôi mình tắt điện rồi mình đi vào đấy ngủ thì đâu có vất vả đâu, thì mình chỉ tắt rồi thôi. Rồi Ngân thấy những người mà ta đi siêu thị, người ta cầm những cái túi lớn để mà để đồ ăn vào, chứ người ta không có lợi dụng lấy những cái bọc ni lông, kể cả là miễn phí. Thì Ngân thấy là người ta tiết kiệm gọi là cái bọc ni lông, người ta không muốn hủy hoại môi trường chẳng hạn. Đi bây giờ thì đã thay vì thay đổi, bây giờ ở siêu thị thậm chí nó có bắt trả tiền cái bọc ni lông, cái bọc ni lông có thể tái chế và có tốn tiền thì nhiều người phải mang cái bọc đi là đúng rồi. Nhưng mà cái lúc mà Ngân trước thì là miễn phí, nhưng mọi người vẫn cứ mang những cái bọc lớn đi để mà không dùng nhiều cái bọc ni lông, hoặc là bọc ni lông mang về có thể tái sử dụng vào những việc khác. Thì Ngân thấy đâu có khó đâu, thôi mình cũng làm như vậy. Và cứ dần dần những cái thói quen nhỏ nhỏ như vậy nó làm cho mình trở thành một cái người tiết kiệm nhiên liệu, ví dụ như là điện, nước, giấy, rồi tất cả những thứ gì mà mình cảm thấy mình tiết kiệm được thì mình tiết kiệm. Đi ăn uống người ta không bao giờ bỏ thừa phứa, ăn bao nhiêu gọi bấy nhiêu, kể cả lịch ăn miễn phí, kể cả là ăn buffet, người ta Ngân để ý, người ta không bao giờ có như vứt bỏ thừa mớ như mình. Thì đó là cái điều mà Ngân nhận ra ngay từ những ngày đầu tiên khi Ngân sang nước ngoài sinh sống. Điều thứ hai là điều tính tôn trọng sự riêng tư. Ở Việt Nam mình thì nhiều khi mình thân thiết với nhau thì mình có thể mở túi một người này, mở ví một người kia, cầm điện thoại lở ra xem. Nhưng mà đây không nha, ở đây mình phải tôn trọng cái sự riêng tư. Mình đến nhà ai dù là cũng bạn thân thiết thì mình không có thể nào mà mở cửa, không gõ cửa. Chắc chắn là phải gõ cửa, mình phải gọi điện thoại trước khi đến, mình phải hỏi xin phép người ta khi dùng những cái đồ vật cá nhân của người ta. Thì đây là thứ mà mình nên nhớ và nên học khi mà đi sang nước ngoài. Cái việc mà mở điện thoại, mở túi, thậm chí là đối với gia đình nhà Ngân, ví dụ Ngân với ông xã Ngân đi, tại vì lúc này chưa có gì nghi ngờ nên là không có kiểm tra điện thoại. Nhưng mà cái điều đó cũng rất là ít khi mà Ngân chạy lại, Ngân cầm điện thoại, Ngân mở ra, hoặc là ngược lại, ông cũng không bao giờ làm chuyện đó. Là một cái thói quen chứ không phải là cố gắng hay là cố tình gì. Tự nhiên cái thói quen mình không muốn xâm phạm những cái chuyện, những cái quyền riêng tư, những cái đồ vật riêng tư.
Điều thứ ba Ngân học được đó là tính tự lập. Ở Việt Nam thì Ngân cũng đã quen với cái việc tự lập rồi nên là không có quá bị sốc khi sang nước ngoài. Nhưng mà ở đây nó cái tính tự lập thực sự là rõ ràng khi mà bạn phải đi ra ngoài, phải tự dùng cái khả năng ngôn ngữ của mình cũng hạn hẹp, mình phải tìm cách làm sao để đi lại hỏi han này, rồi những lúc mà bây giờ mình đã có con rồi mình phải tự làm mọi việc chứ không phải bỗng dưng mà gọi ông bà chú bác cô gì như kiểu ở Việt Nam. Bởi vì đối với những người như Ngân thì chắc chắn là một nửa gia đình là không có rồi, mình chỉ có bên nội thôi, bên ngoại thì hầu như là mình không thể nhờ, thì tất cả những cái đó mình phải rất là tự lập. Không phải bỗng dưng thiếu tiền bắt điện thoại lên gọi ai là cho vay, cái chuyện này là cũng rất là hy hữu và rất là khó khăn, nên mình phải thực sự tự lập đứng trên đôi chân của mình. Tiếp theo là điều thứ tư, đó là tính kiên nhẫn. Tính kiên nhẫn thì cũng tùy thuộc người, nhưng mà mình phải học tính kiên nhẫn ở đây, bởi vì là đi vào nhà hàng mình trả tiền cho người ta mà, vậy mà đợi một tiếng sau đồ ăn mới ra vẫn phải nhoẻn miệng cười, vẫn phải lịch sự cảm ơn. Rồi nhiều khi làm giấy tờ vài ba tháng vẫn phải kiên nhẫn chờ đợi, bởi vì là không có sự lựa chọn, không có sự lựa chọn nào khác. Đi ra đường rất là vội vàng, rất là không có thời gian, nhưng vẫn phải dừng lại để nhường đường cho những người đi bộ, nếu không mình sẽ gặp vấn đề rắc rối. Thế nên là chắc chắn là phải tập cái tính kiên nhẫn. Đi vào mua cái kem thôi, đứng xếp hàng đợi cả chục người, hai chục người cũng là chuyện bình thường. Thì đây cũng là điều mà hơi khác biệt khi mình ở Việt Nam, mình nhiều người hay vội vàng, không kiên nhẫn chờ đợi. Tính thứ năm, mà cái tính này, điều thứ năm mà Ngân học được là cái điều mà Ngân nghĩ là ông xã Ngân rất là thích, đó là Ngân học được nấu ăn. Trước đây khi mà sang nước ngoài thì Ngân không biết nấu ăn, cơm đường cháo chợ không à, với cả ở Việt Nam nó tiện như vậy thì mấy khi mà phải vào bếp để nấu một tô phở hay là nấu một tô bún bò mình đâu có phải mất một thời gian như vậy. Nhưng mà khi sang đây một thời gian đầu, Ngân cứ bánh mì, thịt nguội rồi cá hộp, khoảng một thời gian ngắn là không được. Này là bắt đầu mình phải tìm tòi học hỏi, cứ dần dần sau 15 năm thì trong tay mình cũng có một số vốn để mà ít ra mời được bạn bè, rồi mình tự cho mình thưởng thức những món ăn ngon. Và thực sự đến giờ Ngân cũng rất là cảm thấy tự tin khi nấu rất nhiều món Ý, là bởi vì mình cứ lặp đi lặp lại, mà cho dù có vụng về đến mấy chăng nữa thì cứ nấu mãi hai ba cái chục món đó trong nhiều năm. Ở đây thì các bạn phải nhớ là mình không có đi ra ăn nhà hàng thường xuyên như ở Việt Nam. Ở Việt Nam chỉ xách cái xe máy đi ra ngoài ngõ là có tô phở, tô bún riêu, ở đây thì không có chuyện đó. Đây phải xác định là lúc nào cũng phải là ăn cơm nhà, nấu cơm nhà. Một tuần nhiều khi chỉ ra nhà hàng vào lúc cuối tuần, cũng có khi không luôn. Thế nên là cái việc mà mình phải học nấu ăn cũng là cái điều rất rất quan trọng để phục vụ cho chính mình, rồi cho những người thân của mình nữa. Điều thứ 6 Ngân học đó là tính tôn trọng trẻ em. Ở Việt Nam mình á, thì mình hay dặn dò là phải tôn trọng, tự kính trọng những người lớn tuổi, chứ ít khi bảo mình là nhớ tôn trọng trẻ em không. Nhưng mà ở đây á, khi bạn đến nhà ai á, những cái đứa trẻ á, nó là những nhân vật rất là quan trọng. Nhớ mua quà nhỏ cho nó, nhớ hỏi han nó, nhớ biết tên nó. Bởi vì là ở đây cái đứa trẻ con nó là cái sự trung tâm, quan tâm của gia đình, của những người bạn của mình. Ở Việt Nam thì tất nhiên không phải là mình không thích trẻ con, nhưng mà nó không là cái hình ảnh trung tâm ở trong các câu chuyện của mình. Cho nên nhiều khi ở đây các bạn để ý đi vào chơi với các bạn của mình, của Ngân người Ý, thì nhiều khi câu chuyện quanh quanh hồi lại quay về những cái đứa trẻ, chứng tỏ là họ rất là quan tâm và tôn trọng những đứa trẻ. Ở Việt Nam thì không phải là mình không thích hoặc là mình ghét hay bỏ, nhưng mà nó không có trọng lượng gì cả. Nhiều khi biết con của bạn vậy thôi, nhưng mà cũng chả để ý nó là tên gì, hoặc là cũng chẳng có bao giờ hỏi han nó. Thì ở đây cũng là điều mà Ngân cũng phải tập với cái tính là mình nên quan tâm và tôn trọng trẻ con. Nhiều khi trong bữa ăn họ cho ngồi chung với mình và nói chuyện ngang hàng với mình là cái chuyện bình thường, đang nói chuyện đứa trẻ nó xen vào nó nói chuyện và tất cả mọi người tập trung lắng nghe trả lời nó cũng như là giao tiếp với nó. Đó là cái điều mình cũng nên
cẩn thận. Điều thứ 7 đó là tính cộng đồng. Trong mắt người phương Tây, người Việt Nam nói riêng và người châu Á nói chung thì hay có cái tính gọi là khép kín, có thể là hơi xấu hổ, hơi khép kín. Thì cái điều này nó đẩy ra cho chúng ta một việc, đó là sẽ bị cô lập. Tức là trong một cái đám đông, tự nhiên mình cứ co do cúm rúm lại thì đương nhiên là người ta cũng, bản thân người ta cũng ngại để bắt chuyện với mình, bởi vì mình là người nước ngoài thì mình sẽ trở nên cô lập. Thì sau nhiều năm, Ngân nghĩ là mình nên học cái cách giao tiếp mà một cách căn bản nhất. Ví dụ như là ngồi trong một cái đám tiệc, ngồi trong một cái bàn tiệc ngồi ăn với nhau đi, mình có thể bắt quen người bên phải, người bên trái bằng những cái chủ đề như về đồ ăn đi, ồ món này như này, rồi ở bên nước tao thì ăn cái này, thì người ta rất là thích, bởi vì là cái gì đó mà người ta không biết thì người ta rất là tò mò. Đấy cũng là cái chủ đề để mình có thể bắt quen với người xung quanh. Rồi ví dụ như là mình đi họp phụ huynh đi, mình gặp những bố mẹ của các bạn của con mình, thì đối với những cái đối tượng mà bạn thân của con mình thì mình có thể trao đổi số điện thoại để có thể liên hệ, để có lúc mà mình cần để mình có thể hỏi bài chẳng hạn thế. Ví dụ như đối với những người hàng xóm gần nhà Ngân đi, thì mình gặp người ta, mình chào hỏi người ta, chắc chắn là giữa mình với những người hàng xóm cũng có những cái điều chung, ví dụ như cái sân chung, rồi là cái camera chung, rồi là cái vấn đề an toàn để xe các thứ chung, thì có nhiều điều để có thể nói chuyện với nhau, giao tiếp với nhau. Bởi vì những cái mối quan hệ nhỏ nhỏ này có thể từ đây nó sẽ sinh ra những cái mối quan hệ khác, thì chúng ta không nên bỏ lỡ. Và tất nhiên là sống ở nước ngoài, như cái một cái clip trước Ngân có nói là rất là khó có nhiều bạn thân, nhưng mà không cần bạn thân thì cũng phải có những người người gần gũi mình, hàng xóm, những người mình có thể nhắn tin khi mình cần, hoặc là những người mà mình đến mình không phải bị một mình không bị cô lập. Thì đây là cũng là điều mà Ngân cũng đã học được, và Ngân nghĩ là mọi người cũng nên suy nghĩ và có những cái cách giao tiếp căn bản nhất để mình không bị cô đơn. Một mà cái điều Ngân học nữa, điều thứ 8, đó là tập những thói quen tế nhị. Ở Việt Nam á, khi mình ví dụ như là những cái hành động như là xỉa răng, ngoáy mũi, xì mũi, đi loẹt quẹt, ngồi ngả ngớn, hoặc là ăn thì nhai chóp chép, nó không đẹp mắt, nó đã không đẹp mắt rồi, ở Việt Nam đã không đẹp mắt rồi, nhưng mà nó cũng không đến nỗi, nó không phải làm cái gì đó mà mình đánh giá người ta một cách ghê gớm. Nhưng mà ở đây á, thì người ta nhìn mình bằng ánh mắt khác đấy. Thế nên là mình cũng nên tránh, mình nên học hỏi người ta và mình nên thích nghi. Mình không nên làm những điều này nơi công cộng. Và chắc chắn là không hay ho gì khi mà người ta thấy một cô gái xinh đẹp hoặc một chàng trai hot boy mà lại có những cái hành động, người ta sẽ rất là mất điểm đấy. Nên là hết sức cẩn thận điều này. Điều thứ 9 cũng là cái điều cuối cùng. Ngân còn nhiều điều lắm, nhưng mà tạm thời cứ phải một vài điều trước như vậy thôi. Điều thứ 9 đó là tuân thủ cái quy tắc và tuân theo pháp luật ở đây. Ở đây thì những cái quy tắc, những cái gọi là quy tắc hoặc là những cái điều lệ nó rất là nghiêm khắc. Và ví dụ ở Việt Nam đi, thì mình cũng có thể có như là quen biết người kia, hoặc là mình có thể là nhờ vả ai đó giúp đỡ mình. Còn ở đây thì không, mọi thứ nó rõ như ban ngày, mình chỉ có thể tuân theo, còn nếu không thì mình sẽ bị phạt nặng về tiền, nếu không vì tiền có thể đi tù, và mọi thứ nó rất là tệ nếu như bị dính dáng đến pháp luật. Đi xe, đậu xe đúng nơi quy định, nếu phải trả tiền thì phải trả kể cả 15 phút. Nói đến điều này bởi vì Ngân cũng đã trải qua những cái kinh nghiệm thương đau. Nhiều khi mình đỗ xe vào, mình bảo thôi mình ra mình mua cái đồ cái 15 phút thôi, có 1 euro thôi, khỏi phải mất công đóng. Đi rồi đi luôn, ra mình sẽ nhận được một cái ticket trả là 45-50 đồng thì rất là đau. Nên là thôi tốt nhất cứ làm đúng theo pháp luật, đúng theo quy định. Nếu mà phải trả tiền thì nên trả. Ví dụ như cái tiệm pizza của Ngân nó bé xíu à, nhưng mà tất cả mọi thứ phải dựa trên pháp luật, theo quy tắc an toàn vệ sinh thực phẩm, khai thuế má này nọ, rất phải tôn trọng. Bởi vì là nếu mà dây vào những cái vấn đề này thì
không hề vui vẻ chút nào. Ok, thì hôm nay Ngân nói chuyện với các bạn như vậy. Nếu các bạn mà có thêm những cái điều khác, các bạn học hỏi được, có thể comment cho Ngân được biết. Và hy vọng trong tương lai Ngân sẽ có những cái bài nói chuyện về cuộc sống ở nước ngoài nhiều hơn, để cho các bạn, những ai mà chuẩn bị sang đây sinh sống, có thể xem và có thể như là mình hiểu được thêm cái hoàn cảnh khi mà sống ở nước ngoài. Cảm ơn các bạn đã like, comment, share cái video clip này. Hẹn gặp lại trong những cái clip sớm nhất. Thank you and bye bye.